Một ngày nọ, trong lúc ông Kim đang sửa cây anten, bất ngờ gặp sự cố. May mắn lúc nguy hiểm, phục sinh kịp thời thì triển siêu năng lực cứu ông ấy. Sơn Bổng Lệ cũng có mặt ở đây. Lúc này thần Nhất Phu đã tìm đến Diệu Thiện Thượng Sư. Đây chính là người hóa thần từ linh khí dọn nước mắt của Đức Phật Quan Âm. 50 năm mới xuất hiện một lần. Cụ ta thông hiểu thiên địa, biết được quá khứ và tương lai của chúng sinh. Thì ra âm mưu của thằng Sơn Bổng chính là biến thế giới loài người trở thành thế giới cương thi. Hắn muốn biết ai là người có thể ngăn cản hắn ta. Diệu Thiện Thượng Sư mới trả lời chính là Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh, lời chú của Đại Nhật Như Lai và Thập Linh Trấn Quốc. Trả lời xong ba câu hỏi, Diệu Thiện Thượng Sư rời đi. Sau khi nhìn thấy năng lực của phục sinh, Sơn Bổng Lệ đã nhận ra đây là đồng loại. Cô ta đổi tên theo Hồng Kông gọi là Mỹ Lai, kết thân với phục sinh. Sau đó Mỹ Lai cùng đi dạo công viên giải trí với nhóm người của anh Hữu. Một đêm đỏ, mẹ của Trần Trần tình cờ quen với Quốc Đống trước cửa quán bà của Tố Tố. Giờ thì thằng Sơn Bổng đã biết được những nhân tố cản trở âm mưu thế giới quá cường thị của hắn. Đầu tiên là Thập Linh Trấn Quốc đang ở Đại Lục Trung Quốc. Sơn Bổng lệnh cho Quốc Đống hãy dùng tên tuổi và thế lực tiền bạc của tập đoàn kêu gọi Viện Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc đem Thạch Linh qua Hồng Kông để tổ chức buổi triển lãm. Có như thế hắn mới dễ dàng tiêu diệt Thạch Linh. Lúc này thằng Sơn Bổng nhớ về người vợ của hắn, không ngờ rằng kiếp trước của Trần Trần chính là vợ của thằng Sơn Bổng. Mỹ Lai thì đã biết được sự tồn tại của Trần Trần, trông thấy một người rất giống với mẹ mình. Cô gái Mỹ Lai rất là vui mừng, ký ức về người mẹ khiến cho cô gái vô cùng xúc động. Sáng hôm đó, tập đoàn Sơn Bổng đã thành công kêu gọi được bảo tàng Trung Quốc mang Thạch Linh Trấn Quốc sang Hồng Kông để triển lãm. Thật không ngờ bảo vật Trấn Quốc của Đại Lục lại là một con cua hóa thạch. Tuy nhiên nó có quy lực trấn yêu diệt tà rất mạnh mẽ, khiến cho thằng Ken và nữ tài xế đổ mồ hôi. Cùng lúc này mẹ Trần Trần đi phỏng vấn việc làm. Thật may mắn đây là công ty của Quốc Đống, hai người đã quen nhau từ trước. Nhân lúc chức vụ thư ký còn trống, thế là Quốc Đống tuyển dụng mẹ Trân Trân vào vị trí này. Đêm hôm đó, nữ tài xế thi triển siêu năng lực tạo ra ảo giác, dẫn dụ hai thằng cận vệ Linh Thạch đi nơi khác. Sau đó thằng Ken xuất hiện, hai người phối hợp giết chết đám bảo vệ. Chúng muốn phá hủy Linh Thạch, nhưng quy lực diệt tà của nó rất mạnh nên không thể tiếp cận. Phía này Bạch Xà tu luyện đã nghìn năm, báo hiệu giai đoạn sắp phải chịu một kiếp nạn. Đây là định mệnh của yêu tinh. Sau khi thổ lộ tình cảm với Thiên Hữu ở nơi đông người, Trần Trần cuối cùng đã được anh Hữu chấp nhận phát triển mối quan hệ. Khi này Đại Bảo và Thiên Hữu đánh điều tra hiện trường khu triển lãm. Với giác quan của cường thị, anh Hữu nhận ra hung thủ không phải người thường. Cộng thêm trên xác chết bảo vệ lại có dấu răng, anh Hữu lập tức xem lại camera an ninh. Quả nhiên hung thủ là một siêu cường thị. Theo hiểu biết của chú Cầu thì cường thị thủy tổ chính là nguồn gốc tổ tiên của cường thị. Những ai bị thủy tổ cắn thì là đời thứ nhất, sẽ có siêu năng lực vô cùng biến hóa, mạnh mẽ và khủng khiếp. Bởi vì anh Hữu không có hút máu người sống, cho nên siêu năng lực chỉ phát triển ở phần tốc độ. Tuy nhiên càng về sau, cương thi đời thứ hai, thứ ba, siêu năng lực này sẽ giảm dần, thậm chí là không có ở đời cương thi thứ 10. Bọn chúng sẽ dễ dàng bị tiêu diệt bằng ánh mặt trời hay cọc gỗ hoặc là bùa chú. Lúc này thằng Sơn Bổng tìm đến Tiểu Linh, hắn muốn cô thu phục cương thi liên quan đến khu triển lãm bị đột nhập. Đồng thời trả thù lao cho Tiểu Linh rất cao. Để xác định hung thủ có phải là cương thi hay không, Tiểu Linh bèn kiểm tra dấu răng. Bởi vì trong nước bọt cương thi có chất kiềm, nếu thêm chất xúc tác hóa học, vết cắn sẽ chuyển màu xanh. Sáng hôm đó trong lúc đi học về, đồng chí và thằng Ken đã chặn đường bắt lấy phục sinh. Mỹ Lai vô tình trông thấy nên cũng đã biết chuyện. Sau đó thằng Ken dẫn dụ anh Hữu đến một bãi xe dưới tầng hầm. Hắn muốn lấy phục sinh ra uy hiếp anh Hữu, làm cho hắn một chuyện.
Đây chính là âm mưu của thằng Sư Bổn. Hắn muốn lợi dụng anh Hữu phá hủy Thạch Linh Trấn Quốc. Đêm hôm đó, cảnh sát và thầy trò Tiểu Linh cùng nhau bảo vệ an ninh cho Linh Thạch Trấn Quốc. Bởi vì anh Hữu đã bị Sư Bổn uy hiếp, cho nên đã dẫn dụ Tiểu Linh cùng Đại Bảo đi nơi khác. Tiếp đến, anh bịt mặt che giấu thân phận, giao chiến với hai thằng hộ pháp Linh Thạch. Võ công của hai thằng này xuất phát từ công năng đặc dị, nhưng không phải là đối thủ của anh Hữu. Phục sinh thì đã bị giam trong quan tài kính. Hai thằng hộ pháp truyền vào dị năng thuật, còn khủng long lập tức có sự sống tấn công anh Hữu. Lành trí, anh Hữu nhặt lấy thanh kiếm, xuất chiêu lưu dần kiếm pháp tiêu diệt con khủng long. Tiểu Linh lúc này mới nhận ra trúng kế điệu hổ ly sơn. Thằng Nhất Phu thì đang giám sát theo dõi thực lực của anh Hữu qua camera. Tiểu Linh quay về giao chiến với anh Hữu. Đôi bên đều là nhất đẳng cao thủ. Vô tình giục tài thanh kiếm rơi xuống Linh Thạch nổ tung, không may làm cho anh Hữu lộ ra mặt thật. Một người thoát ra từ bên trong Linh Thạch chính là Pháp Hải Đại Sư, tuyệt thế cao tăng khắc tinh của yêu ma. Ông ta muốn tìm Thanh Xà Bạch Xà để trả mối hận năm xưa họ đã dùng mưu kế phong ấn ông ta trong con cua 800 năm. Bởi vì Bạch Xà là yêu tình lương thiện, Tiểu Linh tạm thời bỏ qua cho anh Hữu. Hai người đành phải nhanh chóng trở về hỗ trợ cho hai chị em Bạch Xà đối phó với Pháp Hải. Hai chị em cũng đã cảm ứng được Hải Đại Sư, lập tức hiện hình giao chiến với Pháp Hải. Đúng lúc này, những người Tiểu Linh chạy đến, anh Hữu lao vào chiến đấu với Pháp Hải. Bởi vì không có hút máu người, anh Hữu chỉ có năng lực tốc độ và sức mạnh. Lúc này anh không phải là đối thủ của Pháp Hải. Lý Trung nóng lòng bảo vệ cho Bạch Xà nên đã ăn một chưởng của Pháp Hải trọng thương. Bạch Xà liền phun ra làn khói, mọi người nhanh chân chạy thoát. Phía này thằng Sơn Bổn đã biết hết sự việc. Hắn ta cũng biết rằng Pháp Hải là một cao tăng trong truyền thuyết, có pháp lực rất cao, hơn nữa lại là kẻ thù mạnh nhất của giới yêu ma. Trước sau gì cũng sẽ tìm đến hắn. Tình huống bây giờ tạm thời bỏ qua cho anh Hữu. Sơn Bổn lệnh cho mấy thằng đệ quan sát tình hình, lúc nguy cấp hãy ra tay trợ giúp cho anh Hữu đối phó Pháp Hải. Sau khi lãnh một chưởng của Pháp Hải, tính mạng Lý Trung đang gần kề với cái chết. Bạch Xà cảm động lòng dũng cảm của anh ta, hy sinh nguyên đàn cứu mạng cho Lý Trung. Tiểu Linh thì giúp cho hai chị em che giấu yêu khí, tránh để Pháp Hải tìm thấy hai người. Sau đó Tiểu Linh tìm đến chú cậu hỏi chuyện về Thiên Hữu. Ông ta mới kể lại năm xưa cũng từng muốn thu phục anh Hữu, không may chân ông ta trúng phải thi độc. Anh Hữu không muốn ông ta trở thành cường thi nên đã phế đi một chân cứu ông ta. Lúc ấy chú cậu mới nhận ra rằng trừ ma dạy đạo không phải là ý chỉ tiêu diệt sạch tất cả yêu ma, mà là giữ cho chính đạo trường tồn, lan tỏa rộng rãi đến vạn vật. Anh Hữu tuy là một cường thị nhưng lại phục vụ cho chính đạo, vậy thì lấy lý do gì để thu phục tiêu diệt anh Hữu đây? Câu nói khiến cho Tiểu Linh băn khoăn không biết nên làm gì. Bởi vì thiên chất sứ mệnh của Mãn Gia là tiêu diệt cường thị, phía này thằng Ken vẫn còn giam giữ phục sinh để kiềm chế anh Hữu. Tiểu Linh tiếp tục hỏi anh Hữu chuyện năm xưa. Thiên Hữu mới nói cho cô biết ba người đã từng bị thủy tổ cương thi cắn, chính là Phục Sinh, anh Hữu và một tên Nhật Bổn. Lúc này Tiểu Linh chưa biết đó là thằng Nhất Phu. Anh Hữu cũng vậy, vẫn chưa biết rằng hắn ta đang ở Hồng Kông. Tối hôm đó thằng Ken âm thầm đến tòa chung cư thổi bài bùa chú, khiến cho yêu khí hai chị em Bạch Xà hiện ra. Pháp Hải trông thấy nhanh chóng bay đến tòa chung cư truy bắt hai chị em. Hai bên tiếp tục giao chiến. Tiểu Thanh phá hủy bồn nước để kìm chân Pháp Hải. Hai chị em chạy đến phim trường của thằng Zero. Phía này thằng Sơn Bổn vẫn luôn theo dõi mọi chuyện. Hắn lệnh cho mấy thằng đệ lập tức ra tay hỗ trợ cho nhóm người anh Hữu, nhất quyết phải tiêu diệt được Pháp Hải. Ông ta cũng đã tìm đến phim trường. Ba thằng đệ của Sơn Bổn liền xuất hiện giao chiến với Pháp Hải. Nhân cơ hội hai chị em Bạch Xà thoát thân trước,
đám đàn em của thần Sơn Bổn đều là cự thi đời thứ 3, cộng thêm bọn chúng chỉ toàn hút máu người sống, cho nên siêu năng lực vô cùng bá đạo. Tuy nhiên Phán Hải vẫn là một đại nhân vật trong truyền thuyết, pháp lực cao thâm, lần lượt đánh bại 3 tên siêu cường thi. Đến cả thằng Sơn Bổn cường thì tối thượng đời thứ nhất cũng chỉ đấu ngang ngửa với Pháp Hải. Phục sinh bị giam giữ nhiều ngày nên đã rất đói, thằng Ken bèn mang vào một con người khiến cho cậu bé không thể kiềm chế, đành phải hút máu cô gái. Sau khi nuốt lấy nguyên đàn của Bạch Xà, Lý Trung đã khỏe lại. Phan Hải cũng đã tìm được hai chị em, đánh bọn họ trọng thương. Tiểu Linh và anh Hữu kịp thời chạy đến lao vào chiến đấu với Pháp Hải. Công lực của anh Hữu vẫn kém Pháp Hải một bậc. Đột nhiên anh Hữu mở khóa sức mạnh trở thành Bạch Thế Cương Thi. Pháp Hải định hắn chiếc xe bím về phía anh Hữu. Một chiều sát phá làng chẻ đôi chiếc xe. Pháp Hải tiếp tục chạy qua, anh Hữu phá tung dòi cấp thủy tạo áp lực, sức nước bắn lên, một người xuất hiện áp chế Pháp Hải trở xuống, anh Hữu bồi thêm một đạp đánh văng Pháp Hải trọng thương. Người bí ẩn cũng biến mất, nhân lúc thằng Nhất Phu không có nhà, Mỹ Lai đã lẻn vào giải thoát cho Phục Sinh. Lúc này cậu bé rất đau khổ vì đã giết hại con người. Phía này Bạch Xà cũng không muốn giết chết Pháp Hải, tất cả là do ông ta cố chấp trong việc trừ ma dạy đạo, không hiểu thế nào mới gọi là dạy đạo. Phật Tổ mới hiển linh thông não cho Pháp Hải rồi đưa ông ta về Tây Thiên, bởi vì ông ta vốn là một la hán dưới trướng của Phật Tổ. Mỹ Lai cũng đã đưa Phục Sinh về nhà an toàn gặp Trần Trần, còn về người bí ẩn hỗ trợ cho anh Hữu đối phó Pháp Hải chính là thằng Sơn Bổn. Sau khi hút máu người sống, cậu bé Phục Sinh đã không còn kiềm chế được bản thân. Bây giờ cậu ta còn săn giết cả con người nữa. Thiên Hữu và Tiểu Linh đi tìm kiếm cậu bé. Cuối cùng Tiểu Linh phát hiện ra cậu bé đã giết người, cô muốn tiêu diệt cậu bé. Đúng lúc này Mỹ Lai xông vào cứu Phục Sinh rời đi. Mỹ Lai không giống với thằng Sơn Bổn, cô muốn theo phe chính nghĩa nên đã nói hết mọi chuyện cho anh Hữu biết. Tất cả đều là do Sơn Bổn Nhất Phu đứng sau bày trò. Và hắn ta cũng là cha ruột của Mỹ Lai. Phía này Bạch Xà sau khi trao nguyên đàn cho Lý Trung đã mất hết pháp lực, trở nên già yếu, tình cảnh đang gần kề với cái chết. Tâm nguyện cô ta vẫn là mong muốn được gặp Hứa Tiên lần cuối. Không ngờ tấm lòng thủy chung của cô gái cảm động trường xanh, giáng sấm sét xuống thằng Lý Trung. Thì ra anh ta chính là chuyển kiếp của Hứa Tiên. Nhớ lại ký ức, anh ta lập tức chạy đến gặp Bạch Xà. Tâm nguyện đã hoàn thành, cô gái vui vẻ rời xa thế gian, kết thúc mối tình kéo dài gần cả ngàn năm. Tiếp theo anh Hữu chính thức đi gặp mặt Sơn Bổn Nhất Phụ. Mẹ Trần Trần cũng đã biết quất đóng mắc phải căn bệnh ung thư, rất giống như hoàn cảnh của chồng bãi năm xưa. Lúc này thằng Sơn Bổn mới nói ra kế hoạch biến thế giới này thành cương thi. Bởi vì hắn nghĩ rằng nếu như tất cả nhân loại đều là cương thi thì sẽ không còn phân biệt kỳ thị đâu là người đâu là cương thi nữa. Tất cả đều bình đẳng cùng một giống loài. Thằng Sơn Bổn mong muốn anh Hữu tham gia hợp tác với hắn xây dựng thế giới mới. Tuy nhiên anh Hữu không đồng ý, vì đây là suy nghĩ cực đoan điên cuồng của một kẻ ác quỷ không có bạn bè. Còn anh Hữu thì có những người bạn đối xử với nhau rất chân thành. Thế là hai người tiếp tục là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Sơn Bổn biết rằng sẽ không làm gì được thân xác bất tử của anh Hữu. Hắn chuyển hướng sang đe dọa sẽ giết những người bạn xung quanh anh Hữu. Về phần cậu bé Phục Sinh, vì đã giết người, anh Hữu bản tính chính trực cam tâm giao cho Tiểu Linh tiêu diệt cậu bé. Tuy nhiên Tiểu Linh không nỡ ra tay nên đã dùng bùa chú phong ấn cậu bé rơi vào trạng thái ngủ đông.
Như thế cậu bé cũng sẽ không thể hại người được nữa. Anh Hổ cũng đã nói cho Tiểu Linh biết âm mưu và thân phận cương thi của thằng Sơn Bổn. Đêm hôm đó công ty tổ chức tiệc bạc tì, hai mẹ con Trần Trần cũng được mời. Thằng Sơn Bổn muốn tiếp cận hãm hại những người bạn xung quanh anh Hổ. Lúc này Sơn Bổn mới biết được sự tồn tại của Trần Trần với diện mạo rất giống với người vợ năm xưa của hắn. Anh Hữu vì sợ liên lụy cho mọi người nên ngay cả công việc cảnh sát anh cũng đã từ chức. Lúc này Diệu Thiện Thượng Sư biết được sẽ có một trận đại tai họa cho nhân loại nếu như cuộc chiến giữa hai siêu cương thi tối thượng đời thứ nhất xảy ra. Sau khi gặp được Trăng Trăng ở buổi bạc tỵ, thằng nhân phụ tiếp tục gặp gỡ Trăng Trăng. Hắn muốn nói lại mối duyên tiền kiếp với Trăng Trăng. Bởi vì không biết siêu năng lực của thằng Sơn Bổn mạnh đến mức nào, Tiểu Linh bèn tìm đến thằng Đồng Chí, đàn em của Sơn Bổn, để xem thử quy lực của cương thi đời thứ ba thì sẽ như thế nào. Quả nhiên thằng này không phải là đối thủ của Tiểu Linh. Tiếp xúc với anh Hữu lâu dần, Tiểu Linh càng hiểu được anh Hữu là một người rất trọng tình nghĩa và chính trực, khiến cho trái tim cô gái có chút dao động. Hôm sau hai người tìm đến thằng Sơn Bổn, quyết tâm tiêu diệt hắn, bảo vệ chính đạo. Cuộc chiến giữa hai đại tuyệt thế cương thi chuẩn bị diễn ra thì Diệu Thiện Thượng Sư xuất hiện ngăn cản. Diệu Thiện mới nói rằng tất cả nhân quả của ngày hôm nay đều là do 60 năm trước anh Hữu và thằng Sơn Bổn bị thủy tổ cương thi hút máu, làm đảo lộn trật tự sinh tử, ảnh hưởng đến vận mệnh tất cả những người xung quanh. Bây giờ Diệu Thiện sẽ giúp cho ba người trở về quá khứ 60 năm trước để ngăn cản thủy tổ cương thi thay đổi lịch sử. Đối với anh Hữu thì đây là một điều tốt, nếu thành công thì anh sẽ chết tại thời điểm 60 năm trước mà không bị biến thành cương thi, cuộc sống gian khổ. Đối với thằng Sơn Bổn thì có chút do dự, tuy nhiên vì thương con, hắn cũng muốn thay đổi lịch sử, như thế thì con gái hắn sẽ không phải chịu đau khổ nữa. Không biết rằng ba người Tiểu Linh, Thiên Hữu và thằng Sơn Bổn trở về 60 năm trước có đủ khả năng ngăn cản thủy tổ cương thi hay không? Mời anh em đón xem tập tiếp theo thì sẽ rõ. Bộ phim đến đây là hết rồi, nhớ like và subscribe nhé anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Tạm biệt anh em.